Trung Quốc, 14 chú voi rủ nhau đột nhập vườn ngô tìm thức ăn, còn nhậu hết 30 lít rượu của dân rồi lan ra đánh một giấc ngon lành viên mãn. Mỗi lần đọc một câu chuyện về kẻ trộm đi trộm đồ mà vì mải ăn mải uống tới mức bị bắt quả tang, bạn có cảm giác gì? Vừa buồn cười vừa khó tin đúng không? Nhưng cuộc sống mà, những câu chuyện thật như đùa vẫn luôn xảy ra. Mới đây lại thêm một câu chuyện tương tự kể về những kẻ trộm to xác đầy hài hước khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, bắt nguồn từ bức ảnh hai chú voi đang nằm ngủ giữa vườn trà xanh mát Thanh Bình được nhiều người yêu thích bởi quá đáng yêu. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau thì không hề đơn giản, ai nấy phải cười lăn cười bò khi biết sự thật. Chuyện là thế này, đàn voi gồm 14 con lớn nhỏ đã đột nhập vào một vườn ngô ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc để tìm thức ăn. Nhưng chúng đúng là có số hưởng khi không chỉ tìm thấy thức ăn mà còn trúng đậm, vớ được 30 lít rượu ngô. Đàn voi miệt mài nốc sạch số rượu rồi đùng đỉnh tản bộ tới đồi trà bên cạnh. Nhưng tử lượng vốn đã không cao, lại uống không biết lượng sức mình, lúc này các chú voi bắt đầu ngà ngà say. Và đỉnh điểm, hai chú đã gục ngay tại chỗ, say sưa ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và thu hút rất nhiều tương tác trên mạng xã hội. Bài đăng này đã gây bão trên mạng xã hội, ai nấy không khỏi thích thú vì sự đáng yêu của loài vật to tướng này. Vào vườn ngô uống rượu say, sau vào vườn trà để thưởng thức trà đỡ say, nhưng chưa kịp thưởng thức thì đã răn quay mất tiêu rồi. Trông thì to xác vậy thôi, chứ tâm hồn vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ. Chưa đọc câu chuyện, lại tưởng chú voi này bị hại, nào ngờ rượu say ra nồng nỗi này. Thật không nhịn được cười, dân mạng thích thú nêu ý kiến. Tiếc nuối quá khứ nổi tiếng với siêu xe và hot girl vây quanh, đại gia xấu lạ Trần Sơn giờ đây vừa cô đơn vừa thất nghiệp. Đại gia xấu lạ, đại gia xấu nhất quả đất, đại gia xấu xí nhất Trung Quốc. Đó là những biệt danh mà Trần Sơn, 26 tuổi, từng được vô số người gọi. Năm 2015, Trần Sơn bắt đầu nổi lên như một streamer có sức hút kỳ lạ gây bão mạng xã hội. Thậm chí, cộng đồng mạng nước ngoài cũng phải chú ý đến chàng trai có ngoại hình bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh bẩm sinh. Trần Sơn tự khai mình là một công tử nhà giàu, nhà mật phố bố làm to, bố là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty chuyên kinh doanh bất động sản. Chỉ vì anh mắc phải hội chứng Thalassemia, hội chứng thiếu máu di truyền địa Trung Hải, cho nên ngoại hình của anh không được ưa nhìn cho lắm, vóc dáng còi cọc, phải truyền máu thường xuyên để duy trì sự sống. Anh chàng gây sốc với những màn khoe siêu xe, tiêu tiền như nước, mua sắm hàng hiệu và nhiều cô bạn gái xinh đẹp vây quanh. Mặc dù cách đây 5 năm, Trần Sơn đã bị nét tin Trung Quốc tìm ra bằng chứng bóc mẽ, anh chàng không phải là công tử danh gia vọng tộc, không có ai giống tên bố anh làm chức to như anh chàng tự khoe. Song Trần Sơn đã phủ nhận điều đó, đến nay thân thế của vị đại gia xấu lạ này vẫn còn là một ẩn số. Anh chàng cũng từng tiết lộ tên thật của mình là Lưu Tiểu Hùng, lấy nghệ danh là Trần Sơn mà thôi. Trần Sơn từng kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của anh chàng lại không giống như mơ. Theo những gì cư dân mạng tìm hiểu và chia sẻ cho nhau, thì bây giờ chàng thiếu gia xấu xí đã 27 tuổi, không còn khấm khá như xưa, thậm chí thất nghiệp, trắng tay và chẳng có cô gái nào ở bên cạnh. Trước đây, anh chàng cũng bị nghi vấn là một chiêu trò quảng cáo. Tuy nhiên, sau một thoáng thời gian ngắn thì hiện tượng mạng này đã bị thất sủng, nhanh chóng bị quên lãng. Giờ đây, Trần Sơn vẫn hay lên mạng, đăng status tiếc nuối hào quang một thời. Giờ anh chàng muốn dùng ngoại hình xấu xa để gây chú ý cũng khó, bởi đã có vô số idol thay thế Trần Sơn mất rồi. Cô dâu 1m1 kết hôn với chú rể cụt cả hai tay, nhìn sang đứa con ai cũng xúc động. Cô Sao Diu sống tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hoắc Long Giang, Trung Quốc, sinh ra với thân hình bất thường, không giống như những đứa trẻ xung quanh. Mặc dù cả bố và mẹ của cô Sao Diu đều có chiều cao bình thường, nhưng do một số đột biến gen, cô Sao Diu lại không có chiều cao giống như những người bình thường khác.
Cả gia đình cô không ai nhận thấy điều bất thường này cho đến khi cô Seo-ju đến tuổi trưởng thành, nhưng gần như chiều cao so với lúc nhỏ không hề thay đổi. Lúc đó, bố mẹ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện dị tật bẩm sinh này. Ở tuổi trưởng thành, cô Seo-ju chỉ cao 1m1, sức khỏe cũng yếu hơn người khác. Mặc dù có khuyết tật bẩm sinh, nhưng cô Seo-ju không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Được sự ủng hộ và động viên của bố mẹ và những người xung quanh, cô luôn cố gắng sống tốt, tìm một công việc phù hợp với sức lực để không trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Những người xung quanh luôn nhận xét cô Seo-ju là một người thân thiện, hòa đồng và rất tốt bụng. Năm 2019, cô Seo-ju đã tình cờ gặp được anh Jang-ji khi cả hai cùng tham gia một trung tâm luyện tập dành cho người khuyết tật. Cũng giống như cô Seo-ju, anh Jang-ji cũng mang trên người một khuyết tật nhưng không phải bẩm sinh. Vài năm trước, trong khi đang đùa nghịch, anh Jang-ji đã chẳng may chạm tay vào máy biến áp khiến hai cánh tay bị cắt đứt và bây giờ trở thành một người bị cụt cả hai tay. Cùng cảnh ngộ và có nhiều điểm chung trong tính cách, cô Seo-ju và anh Jang-ji đã nhanh chóng phải lòng nhau. Anh Jang-ji là người chủ động trước và thừa nhận anh đã yêu cô Seo-ju rất nhiều. Ngược lại, cô Seo-ju cũng vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành mà người đàn ông này dành cho mình. Cuối cùng, họ đã quyết định đến với nhau và về chung một nhà trong một hôn lễ đơn giản. Đám cưới của cô dâu cao 1,1m với chú rể bị cụt hai tay đã khiến rất nhiều người cảm động và khâm phục trước tình yêu, sự hy sinh của cặp đôi dành cho nhau. Sau một thời gian chung sống, cuộc hôn nhân của cô Seo-ju và anh Jang-ji cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Hôm 7 tháng 1, 2020, cậu con trai đầu lòng của cặp đôi đã chào đời tại bệnh viện thành phố Tuy Hóa. Vào thời điểm cô Seo-ju phát hiện mang thai, tất cả mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của cô và đứa trẻ trong bụng, sợ rằng cô Seo-ju không chịu được những áp lực trong quá trình mang thai và sinh đẻ, hoặc thai nhi sẽ bị di truyền dị tật giống mẹ mình. Cô Seo-ju cũng đã cẩn thận tới bác sĩ kiểm tra và vô cùng đau đớn khi nghe bác sĩ nói nguy cơ dị tật thai nhi rất lớn. Tuy nhiên, vì mơ ước làm mẹ quá mãnh liệt, cô Seo-ju và anh Jang-ji vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ. Trời không phụ lòng người, con trai của cặp đôi đã chào đời hoàn toàn mạnh khỏe, không gặp bất cứ dị tật bẩm sinh hay vấn đề sức khỏe gì, chỉ có cân nặng không quá lớn. Tuy nhiên, việc sinh con cũng đã tác động không nhỏ tới sức khỏe của cô Seo-ju. Ngay sau khi đứa trẻ chào đời, cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hậu phẫu. Đến nay, sức khỏe của cả cô Seo-ju lẫn em bé đều đã hồi phục. Nhìn thấy con trai lớn khỏe mỗi ngày, cô Seo-ju và anh Jang-ji vô cùng hạnh phúc, chưa một lần hối hận về quyết định của mình. Dù em bé có bị khuyết tật, tôi vẫn quyết sinh con ra, cô Seo-ju khẳng định. Vén màn cuộc sống cô đơn, buồn tủi của các cung tần phi tử thời xưa. Trong các bộ phim truyền hình cổ trang có đề tài hậu cung, mọi người thường thấy phi tần mỹ nữ trong cung diện những trang phục hoa lệ lộng lẫy, ăn uống xa xỉ, làm gì cũng có kẻ ngầu người hạ, không cần phải động tay, có thể nói là nhàn hạ sung sướng. Thế nhưng trên thực tế, cuộc sống trong chốn hậu của những phi tần thời xưa cực kỳ cô đơn, nhàm chán. Theo tìm hiểu, toàn bộ hậu cung sẽ được hưởng tiền tiêu dùng hàng tháng, hàng năm theo cấp bậc, từ trên xuống dưới, từ nhiều đến ít. Ví dụ như hoàng hậu một năm được khoảng 1.200 lượng bạc, hoàng quý phi 800 lượng, quý phi 600 lượng, phi 300 lượng, đáp ứng gần 30 lượng. Nếu như phi tử nào được hoàng đế sủng ái sẽ được thêm nhiều ngọc ngà, châu báu khác. Quần áo cũng được phân màu theo cấp độ, không được tùy ý mặc những màu sắc mình yêu thích. Cụ thể, hoàng hậu được mặc đỏ tươi, hoàng quý phi, phi chỉ được mặc màu đỏ thẫm, hồng phấn. Dưới nữa, không có triều phục, chỉ được mặc các loại quần áo đơn giản. Thế nhưng, đó mới chỉ là vấn đề ăn mặc, những vấn đề rất cơ bản. Quan trọng là cuộc sống trong chốn hậu cung không dễ dàng gì. Chỉ có các mỹ nữ cấp bậc từ phi trở lên mới có cung riêng, còn lại quý nhân phía dưới chỉ có thể ở những viện nhỏ. Sáng sớm 5 giờ phải dậy rửa mặt chải đầu, 6 giờ phải tới cung Thái hậu thỉnh an, xong xuôi lại sang cung Hoàng hậu để hành lễ. Khoảng 7 giờ mới được hồi viện để ăn sáng. Từng cấp bậc khác nhau, bữa sáng cũng khác nhau, chỉ có quý phi trở lên mới được ăn trứng gà. Từ 9 giờ đến 11 giờ có thể cùng hội chị em,
có giao tình tốt tụ tập trò chuyện. 11 giờ trưa phải quay về viện riêng để ăn cơm trưa và ngủ trưa. Trước 14 giờ đến 17 giờ, đây là thời gian tự do và ăn tối. Trong khoảng thời gian này, người thì soi gương chải chuốt, người thì giảm cân. Có phi tần khéo léo còn tự làm phấn son cho mình, không thì thêu thùa, đọc sách, vẽ tranh giết thời gian. Sau 17 giờ, các phi tử lại phải đến cùng Thái hậu và Hoàng hậu để chúc ngủ ngon. Xong xuôi, họ quay trở lại nơi ở và chờ Hoàng đế ban ân. Nếu may mắn được thị tẩm, phi tử sẽ cố hết sức để Hoàng đế hài lòng, hy vọng có long thai, một bước đổi đời. Giả sử không được đoái hoài, các mỹ nhân này cũng chỉ có thể chăn đờn gối chiếc mà ngủ. Ngày hôm sau, lặp lại tất cả như một quy trình khép kín, vô cùng buồn chán. Rảnh rỗi cũng không có chuyện gì để làm bởi tất cả mọi thứ đều được giám sát, quản thúc. Thời Khang Hy còn quy định khi sinh hạ được con trai, hoàng tử sẽ được mẹ ruột nuôi nấng trong thời gian đầu. Thế nhưng sau khi cai sữa, hoàng tử sẽ được chỉ định người nuôi dưỡng. Hai mẹ con chỉ được gặp nhau vào những ngày lễ, ngày Tết. Nhìn chung, cuộc sống của các phi tử thời xưa thực sự nhàm chán, vô vị, hiếm người có thể vui vẻ, lạc quan, cũng hiếm người sống được đến già. I'm so happy.